Xin chào các bạn yêu thích cây mai vàng. Hôm nay cái ngày 18 các bạn, tháng 3 âm lịch, sáng sớm tôi cũng đến thăm vườn. Hồi đêm hôm nay ở tại cái khu vực tôi cũng có một cái cơn mưa, nó làm cho dịu mát cả người và cây cối các bạn. Thì tôi vô tôi thăm vườn. Thì hôm nay cái tiêu đề của tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn là hiện nay chuẩn bị để mình trồng những cây mai con. Có các bạn chuẩn bị trồng cây mai con ha. Thì bây giờ nhiều bạn đã làm theo cái cách một của tôi, trồng cây mai con theo cách một. Thì hôm nay cái tiêu đề của tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn là sau khi mình trồng theo cái cách một để trồng từ cây mai con thì các bạn khuyến khích nên trồng, nên lấy cái từng đế thứ hai để sau này cây mai mình nó có giá trị về kinh tế. Mình trồng ít thôi các bạn, tôi nói rồi ha, không nói nữa ha. Thì các bạn thấy là những cây mai này là sao các bạn, là mình đã lấy cái từng một theo cái cách mà tôi đã chia sẻ đến tất cả các bạn. Thì tôi nghĩ nên lấy từng hai các bạn, để cây mai mình cái giá trị kinh tế nó tăng về sau. Và các bạn nên nhớ rằng cái đế nó quan trọng ha. Nhiều bạn cứ điện thì các bạn quan tâm tới cái cây mai chừng nào lớn, nhưng mà các bạn lại không quan tâm tới cái bộ đế. Cái kinh tế nó nằm ở chỗ này: nhất đế, nhì thân, tam cành. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ các bạn. Và tôi có thử các bạn, cái gì tôi cũng thử hết. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn là tại sao tôi khuyến khích các bạn trồng ít thôi các bạn. Mình trồng nhiều nhưng mà nó, nếu mà nó lấy cái từng đế nó không được thì nó, cái kinh tế nó không có các bạn. Tại sao tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay là tôi chịu thử lắm. Thì các bạn thấy như cây mai này nè, ngày khi mà trồng cây mai theo cách một sau 2 năm thì tôi có suy nghĩ là lấy cái từng đế theo cách hai. Lúc đó cũng rất là phân vân giữa con tôi và tôi á, nó phân vân thì nó nói để như vậy, để bình thường như vậy thì cái đế của mình nữa nó sẽ bài ra, tức là lấy cây mai lớn. Nhưng mà tôi suy nghĩ là sau này mình cũng phải, nếu đào thì mình cũng cắt theo cái khổ các bạn. Và tôi quyết định tôi không làm theo cái cách đó, mà tôi lại chặn những cái bầu, lấy cái từng đế thứ hai. Thì cuối cùng đây là cái cây mà tôi không lấy từng thứ hai. Thì sau khi tôi khui kiểm nghiệm rảnh mà, thì tôi thấy rằng nếu lấy được từng hai thì cái sau khi này cái kinh tế mình nó, cái cây mai này nó sẽ có giá trị 10. Còn nếu mình không lấy tầng 2 thì nó chỉ có 6-7 mà thôi. Thì bây giờ cái thực tế nè, các bạn thấy nè, khi tôi môi lên cái tầng tôi không chặn nha, tức là tầng 2 là gì, sau 2 năm thì mình đào xuống dưới này và mình chặn nó lại bằng cái bầu này. Đây, cái bầu này mình chặn nó lại các bạn, chặn cái đầu rễ này lại hết. Hoặc là mình lấy sơ dừa, tôi có làm rồi, chặn này lại thì nó sẽ có cái bộ đế đơm. Đối với cái rễ này, nếu là cái rễ này là tôi chưa chặn nè, tôi kiểm nghiệm lại hắn thì các bạn thấy nè, thì cũng được các bạn, chứ không phải không được. Các bạn coi những cái đầu rễ mà trắng trắng là những cái rễ mà sau này mới có 2 năm, tôi cho 3 năm đi để các bạn có ý kiến ha. Thì các bạn thấy nè, cái phần này là cái phần cách 1 nó đã hình thành được đây rồi nha các bạn. Thì bây giờ nó ra những cái rễ này các bạn thấy nè, đây nè, nó ra nè. Nếu mình chặn ở đây thì bằng vỏ dừa cũng được đó các bạn, vỏ dừa ha, dừa khô ha. Hoặc là mình lấy cái này mình chặn ở đây nha các bạn, chặn cái đầu rễ nó, mình bỏ đất vô thì nửa sau này, sau 1 năm hoặc 2 năm thì nó sẽ có một cái ràng rễ cắm, tức là mình gọi là rễ nôm. Thì như vậy là cái tầng thứ hai mình đã hoàn thành. Do tôi thử nghiệm thì ra tôi, khi mà tôi làm cái tầng hai nó quá tốn kém các bạn, nguyên một cái khu vườn vậy đều đào theo cái kiểu này hết thì các bạn thấy tiền bỏ vô dữ lắm, nhưng mà kết quả thì tôi thấy là nó rất là mỹ mãn.
Thành ra tôi hình như tôi cũng tạm thành công về cái bước một là gì, khi mình bỏ tiền ra nhưng mà nó đổi lại cái giá trị các bạn. Đây, nếu các bạn lấy thêm một cái tầng hai nữa bằng cái phương pháp nãy tôi nói rồi, lấy cái mũ che lại, che một cái vòng tròn ha, và mình cắm xuống các bạn. Đây, làm lại cái nữa ha. Đây, thấy không? Đó, mình quấn một cái vòng tròn và mình đổ đất vô đây, thì cái rễ này nó cắm mình lấy được cái tầng hai, thì cái cây mai này nó sẽ giá trị 10. Và các bạn, nếu các bạn không làm tầng hai thì nó lấy chỉ có 6-7 mà thôi. Do vậy nên tôi muốn chia sẻ các bạn là làm ít hiệu quả cao. Những cái đầu rễ trắng trắng nè, các bạn thấy nè, đây nè, thấy chưa, trắng trắng này nè, nếu mà các bạn đậy như tôi thì nó sẽ cắm xuống thành một cái gọi là cái rất nhiều các bạn, nhiều lắm. Giờ các bạn thấy nè, nó đặt sạch hết trơn. Nếu mà nó cắm xuống một cái thì cái bộ đế này nó trở thành cái bộ đế của nó cũng kỳ cục ha, thì nó lại có giá trị. Thì đó là cái tôi chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay, là cái nếu các bạn trồng cây mai con theo cách một, sau 2 năm nên chịu tốn tiền và các bạn lấy một cái tầng đế thứ hai cho tôi, thì cây mai này sau này nó có sẽ có giá trị cao ha, mình dưỡng già. Đối với các bạn trồng mai theo cách một của tôi, cái clip này tôi gửi đến tất cả các bạn ha, để mình và bây giờ rảnh mà, bây giờ đi vừa đi vừa nói chuyện. Có những bạn nói rằng chăm sóc đi, sau này chụm củi không đến đổi các bạn. Không phải ai cũng làm thành công, tôi đã nói rồi, thì nó sẽ bảo hòa đó, nhưng mà chắc hết thế hệ của tôi kìa. Nhưng mà nếu mình trồng được những cái cây như thế này, tức là yêu cầu, bởi vậy tôi kêu các bạn trồng ít đó, là vậy. Khi mà mình đã đạt được vậy thì đâu có gì phải chụm các bạn. Đó là tôi muốn gửi đến để cho những bạn già, bạn già có một công đất thôi bạn, mình làm ha, để cho mình có cái niềm tin để mình làm, để có kinh tế. Và tới cái mùa dịch, thay vì tiền mình để mình không làm ra tiền để ăn, nhưng mà giờ phải nâng cấp camera, nâng lên nữa các bạn ơi, làm thêm 4 cái nữa, thấy không yên tâm lắm ha. Đó rồi, bây giờ chia sẻ với các bạn nè, đây là những cây mai tôi trồng ha. Có anh bạn viết trong cái phần bình luận như thế này, tôi thì tôi cũng hơi dốt dốt, nhưng mà tôi không hiểu cái ý anh bạn nói sao. Anh bạn nó nói vậy: ham làm clip .. tội nghiệp quá. Thì cái lời đó thì tôi cho là cái lời chia sẻ cái cảm thông với tôi. Thật sự tôi cảm ơn anh bạn, nhưng riêng cá nhân tôi nghĩ như thế này, cái hiện nay ở với cái tuổi tôi là tuổi 60, tôi làm những cái clip chia sẻ về cây mai trên YouTube để chia sẻ với anh em, đó là một cái niềm rất là vui đối với cá nhân của tôi. Là khi mình chia sẻ, các bạn có những anh bạn thỉnh thoảng thì có những cái anh bạn nói là con chăm sóc theo cái cách làm của chú ba, hiện nay cây mai con phát triển tốt, vui các bạn, rất vui ha, là mình cũng có một cái lợi ích cho anh em chơi mai nhà. Và thêm một cái nữa là cái hạnh phúc của tôi là tôi, trong khi tôi lên YouTube thì tôi quen được rất nhiều anh em trên mọi miền đất nước luôn, nhất là những cái anh bạn tuổi bằng tôi, rồi hơi nhỏ hơn tôi, và những cái ông anh lớn nghe các bạn hơn tôi, chẳng những chia sẻ về cây mai mà nó còn chia sẻ về cái cuộc sống trong cái gia đình, xã hội và cách giáo dục con cháu. Tôi rất là hạnh phúc về cái điều này, và cảm ơn những cái anh bạn đã chia sẻ tôi để tôi học hỏi như thêm những cái kinh nghiệm, cái đời sống của tôi trong cái thời gian hiện nay. Và một cái điều mà tôi tâm đắc là tôi nói với các bạn như thế này: khi mà tôi lúc này là cái lúc
mà mình chống dịch, hạn chế anh em bạn bè sáng tôi ra tôi ngồi uống cà phê, thì tôi suy nghĩ cái gì các bạn, các bạn suy nghĩ gì đối với anh bạn già, coi chừng suy nghĩ tới chết chóc, rồi cái của cải, rồi cái nếu gia đình khá giả thì đỡ, nếu như nghèo khổ thì suy nghĩ là cuộc sống của con mình, cái đó là bổn phận làm cha mà, cha mẹ ha. Thì như vậy thì tôi cũng như các bạn thôi, nhưng có điều là giờ tôi lấy cái này tôi làm niềm vui, là tôi ngồi sáng ngồi cà phê thì tìm một cái clip gì các bạn để chia sẻ về cây mai, tôi tập trung vào cái chủ đề đó thì rất là hạnh phúc các bạn, không có suy nghĩ miên man ha. Rồi nhờ như vậy là tôi suốt ngày tôi suy nghĩ về vấn đề cây mai, nó đỡ các bạn ơi, lo vấn đề vật chất, cái đó là cũng là cái hưởng thụ chứ, về cái tinh thần của cái tuổi như tôi. Và bên cạnh đó tôi nói các bạn, tôi còn hưởng được một cái chút ít hen về cái YouTube, trong khi tôi làm clip các bạn thì YouTube cũng có, tôi cũng có nhận cái lợi ích về YouTube, và tôi nhờ như vậy tôi cũng có cái đồng tiền để cái tuổi tôi khỏi sinh con các bạn, tôi chi phí lặt vặt này kia kia nọ các cái, cà phê hay là ăn sáng tôi đủ các bạn, và tôi cũng còn dư ra một số để mấy đứa nhỏ các bạn, cháu nội cháu ngoại mình có thì nó đi học, sáng nó chạy nó kiếm mình nó thưa ông bạn ơi, rồi cái mình cho nó 20 bỏ tối đi ăn sáng, thành ra ngày nào nó cũng mình đi sáng mình đi tưới mai vậy chứ nó cũng đi kiếm mình, nó thưa mình anh chi, nó lấy 20 nó bỏ túi nó chạy đi học là ngày nào, đó là cái quá vui. Và tôi nói các bạn là tôi rất may mắn, không phải những cái làm YouTube đều thành công, tôi nói các bạn là thường nói các bạn là 3 độ, thật sự là 3 độ, cái trình độ của tôi, cái khả năng của tôi không có làm được cái YouTube mà chia sẻ như thế này đâu các bạn, không biết làm sao mà 3 độ quá chứ, mà tôi lại được những các bạn xem và ủng hộ cái kênh của tôi đến tồn tại đến ngày hôm nay. Và tôi nói với các bạn, tôi còn sức khỏe tôi sẽ làm tiếp, không có gì là tội nghiệp cả. Có anh bạn nói già rồi về hưu đi, nếu tôi còn sức khỏe tôi vẫn làm cái clip, đây là cái niềm vui của tôi mà tôi nên làm trong cái lúc tuổi già. Khi nào các bạn không còn ủng hộ, không còn xem cái clip tôi nữa thì cái ngày đó tôi sẽ nghỉ, tôi không làm nữa. Đây là cái ý của tôi, cái clip ngày hôm nay bị nó ngắn ha, tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Với những cái anh bạn già về cái cách trồng cái mai con để mình sau này mình dưỡng già nha các bạn, lên lấy cái tầng thứ hai của bộ đế thì sau này kinh tế nó rất cao. Rồi mình xem cái clip này nữa rồi mình nghĩ. Đây nè các bạn, thí dụ cái tầng 1 nè, mình làm được như vậy, nó không cần đẹp các bạn, nó chỉ cần vậy thôi, chắn xuống một dọc bình quấn, 2 năm sau mình lấy được từ 2 giá trị kinh tế rất là cao. Và tôi quả quyết các bạn, nếu các bạn làm như thế này với cái tuổi mình nữa, tôi không biết ha, mình đoán tới mình thôi, không bao giờ có cái tình trạng mà gọi là chụm củi nha các bạn. Không biết chừng nào chụm, nhưng mà tôi nghĩ là cây mai còn là cái biểu tượng của ngày Tết, và các bạn làm những cái bộ đế đơn giản như vậy thôi nha các bạn, thì khó mà chụm củi được. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.